Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, như vậy là chúng ta đã bước gần hơn được một nửa chặng đường mùa chay, chặng đường chiến đấu thiêng liêng cùng với Thiên Chúa. Suy điệp lời Chúa trong Chủ nhật thứ ba mùa chay hôm nay để cho chúng ta thấy một hình ảnh mà Chúa Giêsu đã nói với một số người khi họ tới kể cho Chúa Giêsu về chuyện một số người ở Galilee bị án phạt và 18 người bị tháp Silo đè ngã. Thì Thiên Chúa mới nói rằng các ngươi tưởng rằng những người đó là những người tội lỗi hơn các ngươi hay sao? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong văn hóa của Việt Nam chúng ta, mỗi khi chúng ta thấy ai đó gặp thử thách, hoặc là những người mà chúng ta không ưa thích, hoặc là những người chuyên có những công việc xấu trong cuộc sống, khi họ gặp những điều bất ổn, chúng ta cũng hay nói với họ như vậy: quả báo. Chúng ta hãy dùng cái từ là ác giả ác báo hay là nghiệp. Chúng ta nghĩ rằng họ đáng phải chịu những cái sự xấu như vậy, họ đáng bị Thiên Chúa trừng phạt như vậy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu như xét lại trong bài đọc ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng Thiên Chúa nói cái tội lớn nhất chính là cái tội mình không biết mình có tội. Khi mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta không có tội, tự động lúc đó chúng ta gạt Thiên Chúa ra một bên. Giống như ông trộm ở trên thánh giá cùng với Đức Chúa Giêsu, tên trộm nó đã nói với Chúa Giêsu rằng: ngươi là đấng cứu chuộc thế gian, tại sao ngươi không cứu được chính bản thân ngươi đi? Bởi vì vậy, khi mà chúng ta tự cho chúng ta không có tội thì chúng ta gạt Thiên Chúa ra một bên, và chúng ta cũng nói với Thiên Chúa rằng: Giêsu, hãy tự cứu lấy mình đi trước khi cứu chúng tôi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhưng vua thập toàn đã là con người, chúng ta chắc chắn sẽ phải nhiễm tội. Bởi vì từ thời tổ tông của chúng ta đã, đó là cái căn tính của con người, là phạm tội, là phản bội lẫn nhau. Nếu như chúng ta là một người đi làm ruộng thì chúng ta cũng không thể nào nhận thấy mình là một người nhơ nhuốc, lắm bần như là những người ngồi chung quanh chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mùa chay không còn bao lâu nữa, chúng ta tranh thủ thời gian còn lại ngắn ngủi này để chúng ta tiếp tục cầu nguyện, chúng ta tiếp tục xin Chúa thanh tẩy, và đặc biệt xin cho chúng ta can đảm nhận ra chúng ta là những người có tội, là những người yếu đuối, là những người luôn sa ngã. Nhờ đó chúng ta luôn cậy trông vào sự trợ giúp của Thiên Chúa, và xin Chúa thêm sức mạnh cho chúng ta để chúng ta can đảm cùng với Ngài tiếp tục hành trình mùa chay cho đến ngày cuối cùng, đó là cao điểm thứ năm, thứ sáu, thứ bảy tuần thánh và lễ phục sinh. Amen.